mà. Cho nên là khi thấy ở đây ra đạo hèm cấp 3 xong này, thông qua đạo hèm cấp 1 xong, ta lấy tiếp đạo hèm cấp 2, thì nhiều em sẽ thấy một điều này nó khỏe hơn so với cách giải. Tại chỉ lấy đạo hèm cấp 1 ra phần 3 và là phải như thế. Như thầy nói nãy, nếu mà anh em thấy đạo hàm mà nó ra từ thức bậc 3 nè, cái mình lấy tiếp đạo hàm cấp 2 để nó giải, nó giải trơ vô cái trường hợp ra đạo hàm cấp 2 bằng 0. Nó giống như hồi nãy cái bài ở đây nè, nó xóa đạo cấp 1 ra bậc 3. Cho nên ở đây các em lưu ý là cái công thức mà thầy nói nãy nó chỉ đúng cho từ bậc 3 đổ lại, là khi biết đạo hàm nó còn bậc 2. Nhưng mà dù vô một thi mà phải cảnh báo là chỉ được xài khi nào nó mà. Mà nếu đó là hàm bậc 3, nếu đó là hàm bậc 3 thì ta có nguyên một cái bài học hàm bậc 3. Còn sao tôi sẽ giải. Vậy có nghĩa là ta cần gì ta một công thức đó. Công thức chỉ xài được cái hàm bậc 3. Bởi vì hàm bậc 3 nó có một cái bài học riêng, thì ta nhớ bài học hàm bậc 3 chứ nhớ công thức là gì. Nếu nó từ bậc 4 trở lên, tức là lấy đầu hàm mà nó ra còn diện tích bậc 3 như thế này mà mấy em xài đầu hàm cấp 2 của mình nha. Công nhất là bạn cũng nhìn này. Vậy trong cái trường hợp này, khi tự lại với m bằng 2, với m bằng 2, thấy m bằng 2 chẳng lẽ ở đây nó ra được cái giá trị x bằng 2, nó giống như đề cho. Thì tới đây nó ra giá trị cực tiểu phải còn đề bài nhờ. Nhưng trong cái đề bài này cũng ra được cái nghiệm x bằng 2 giống đề bài cho, mà nó ra cực đại, cho nên mình loại. Để kết quả mình chỉ có một giá trị là m bằng 2 thôi. Đến bài này, bài này lấy đầu hàng thì ai quên cái cách lấy đầu hàng nhanh cho đề cuối giờ ngồi lại lúc bù đầu đó. Học thêm nhưng có lớp bù đầu luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai này, nghe kỹ cho tôi những cái lỗi rất là cơ bản nhưng em không hề để ý và em có thể lọt phải bất cứ lúc nào. Nghe cái này rõ ràng nó là một phương trình quanh mẫu thì đến là để điều gì đặt ra này mà không là em mở tổng ra các công thức phương trình quanh mẫu mà vậy đây phải ra em mở cái trừ hai. Do bài này nó ra m bằng trừ 1, cái loại m bằng trừ 3, nó cách sẵn trừ 2 rồi. Cho nên không có gì đó bài. Một ngày là đó nó ra hai giá trị, một giá trị m bằng trừ 2 với m bằng trừ 3 thì mình lại trừ 2 nữa chứ. Mình thử thẳng trừ 3 thôi. Chứ nhiều em không có thấy được cái lúc này, cái thấy m bằng trừ 2 vô tự nhiên tiền tiêu mất cái áo tới rồi suy nghĩ. Kỳ ta hết rồi. Rồi đó là lưu ý thứ nhất, lưu ý thứ hai nè. Tại sao thầy lại yêu cầu các em thế vô y mà không thế vô y phải? Vì khi thấy vô y tới đây, em thử lại. Cái bước thử lại của mình là cái bước mình lập phải biến thiên. Thì thực hiện lại đúng quy trình của bước lập phải biến thiên dùm thầy là đặt xác định dùm thầy. Đây có phải B bằng R bỏ đi 1 không? Em ra tới đây bản thiên của em không có số 1 là thấy số quốc rồi. Mình có được cái là nhiếp của mình bỏ đi 1 mà. Vậy là cái R bỏ đi 1 nè. Đi phải cả đi đều bỏ số 1 mà. Chứ phải có nghiệm không với 2 thì lần trước không phải sửa bài 1.1 mấy câu 7, 8, 9 rồi đó. Có phải thầy nói với em là cái hàm bậc 2 chi bậc nhất khi mà nó có nghiệm tạo hàm đó chứ tạo hàm thì chắc chắn 2 nghiệm nó sẽ nhận đại học trung điểm và thầy sẽ có riêng một cái bài học về mặt này cho mấy em sau cái hàm bậc 3. Xếp dấu khoảng tận cùng bên phải cùng dấu hệ số A, đây là x bình trừ 2x, còn đây là x trừ 1 tất cả bình, giờ toàn là dấu cộng, đây dấu cộng qua đây nghiệm mùa lệ đổi thành dấu trừ, đây vẫn là dấu trừ vì nó là nghiệm
họ chẳng cho nên giết được một mình, chứ không phải vì đó là giống ngay gặp nha. Một ngày là trời nói giống ngay gặp không đâu giống. Kinh Tam trong tài liệu tôi là chưa có. Qua đây làm vô cộng. Giờ đây tăng, dạ, dạ, tăng. Ngay cái chỗ ít bằng khe. Ít bằng khe. Đó là cực tỷ. Chứ nên sao mức tình hợp này loại. Em mà bạn trừ 1 với bậc thằng trừ 3 mà gặp được cái đây là R bỏ đi con số 3 ra được hai nghiệp xuống đây là phải biến thiên lại thì đây nó có con số 3 gặp hai gặp sẽ dấu của nó sẽ là cộng trừ trừ cộng thì kết quả ngay chỗ này nó là cực đại này mới nhận được chưa. Và bài này ai ngon thử lại bằng cách dùng đầu hàng cấp 2 đi. Vất vả lắm chứ. Mình nhìn xuống mấy cái hàng tới 2 hàng trăm nữa. Được chưa? Rồi nghỉ.